trong việc tu hành, chọn pháp quan trọng hơn tất cả, nhất định phải chọn thích hợp, phải nhằm vào căn tánh, họ mới có tinh tấn, mới có pháp hỷ. Mới có một phương hướng, mục tiêu. Họ có nghị lực kiên định, nhất định phải đi đến. Phải đi hết con đường này, phải hoàn thành. Nếu khi tâm trôi nổi, dao động, ý niệm lúc đó phải dùng ba giác phần, trừ xả định để nhiếp. Đây là nhiếp tâm, cũng là vấn đề người tu hành rất dễ phạm. Chính là tâm không định được, đặc biệt là ở thiền đường, ở niệm Phật đường. Đây đều là đạo tràng tu hành quan trọng nhất của nhà Phật. Thử quan sát tường tận, chúng ta thường thấy hai hạng người này. Thứ nhất là niệm Phật ở niệm Phật đường, sau khi niệm một lúc họ ngủ gục, thậm chí là ngồi đó ngay, có người đứng mà ngủ. Một tình hình khác là vọng niệm quá nhiều, tâm trôi nổi không định. Tôi gặp được, họ nói với tôi, bình thường hình như tôi không có tạp niệm, vì sao đến niệm Phật đường tạp niệm của tôi rất nhiều? Tôi nói, bình thường quý vị nhiều tạp niệm như vậy vì quý vị không phát giác. Khi đến niệm Phật đường là lúc hy vọng quý vị tập trung tâm một chỗ, định tâm lại mới phát hiện tâm mình rất loạn. Tuyệt đối không phải vào niệm Phật đường vọng niệm nhiều hơn. Không vào niệm Phật đường thì không có, mà không vào niệm Phật đường không phát giác. Quý vị nhất định phải biết, sau khi biết rồi, quý vị phải dùng phương pháp để khống chế vọng tưởng tạp niệm này. Công phu của quý vị mới có thể đắc lực. Nếu quý vị khống chế không được, buông cũng không được, như vậy vĩnh viễn không tiến bộ được, mà rất có thể đi vào đường tà. Chính bản thân quý vị cũng không biết. Nhân tố căn bản của những vọng niệm này là tập khí phiền não. Trong này quan trọng nhất là không buông bỏ được dục niệm. Thế nên dục vọng, tình thức này càng đạm bạc càng tốt. Nếu không hạ thủ công phu ở đây, con đường Phật Pháp này quý vị không thông được. Dục vọng phải hạ thấp xuống, phải buông bỏ tình chấp, càng đạm bạc càng tốt. Trạo cử này, đây coi như là trạo cử, nghĩa là trong tâm hoảng loạn bất an. Nguyên nhân căn bản chính là đây. Niệm giác phần
thường ở giữa để điều hòa thích hợp, gọi là niệm. Đây chính là niệm giác phần. Bảy giác phần thường gọi này có thể đến nhất phần Bồ Đề. Vì sao gọi nó là giác phần mà ở trước lại gọi là giác chi? Bảy loại này đích thực là trí tuệ thành tựu. Trí tuệ là giác, nó tương ứng với Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác. Đối với chúng ta, bất luận tu pháp môn nào cũng giúp ích rất lớn. Nhược tu xuất thị đọa thời, thiện năng giác liệu, thường sử định tuệ quân bình. Câu này vô cùng quan trọng. Người tu hành mọi lúc mọi nơi phải giữ quân bình giữa định và tuệ. Mới nâng cao cảnh giới được, duy trì bình thường. Đến nhiều tuệ ít, họ lệch bên này. Tuệ nhiều đến ít, họ lại nghiêng về bên kia. Nghiêng tức không bình thường. Muốn nâng cao lên đương nhiên khó khăn. Khi duy trì bình thường, họ dễ dàng nâng cao. Nên định tuệ nhất định phải cân bằng, gọi là quân bình. Điều này bên dưới có giải thích. Nếu tâm đắm chìm, niệm lúc đó dùng ba giác phần, trạch pháp, tinh tận, hỷ để giám sát. Khi chúng ta dụng công cảm thấy hôn trầm, tinh thần không phấn chấn, lúc này phải dùng trí tuệ. Để lựa chọn phương pháp. Làm thế nào có thể giúp chúng ta phấn chấn lên, giúp quý vị pháp hỷ sung mãn? Pháp hỷ rất quan trọng. Ngạn ngữ nói rằng nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Quý vị gặp chuyện vui, đặc biệt rất có tinh thần, không cảm thấy mệt mỏi. Thế nên học Phật phải học đến pháp hỷ. Mệt mỏi sẽ không có, tự nhiên không có. Nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, pháp hỷ này không gián đoạn. Pháp hỷ khiến chúng ta không cần ẩm thực. Pháp hỷ khiến chúng ta không cần ngủ nghỉ. Pháp hỷ đem đến cho quý vị miên diện tinh tấn dũng mạnh. Trong tự tánh chúng ta vốn có, cũng là oai thần Phật A-di-đà giá trị. Hiện tại chúng ta có được Phật lực gia trì chăng? Được. Tinh tấn tu hành sẽ được. Y giáo phụng hành những gì trong kinh dạy, chúng ta đạt được tất cả, liền được Phật lực gia trì. Nếu còn tập khí phiền não, chưa buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, Phật muốn gia trì cũng không gia trì được. Vì sao vậy? Vì quý vị bài xích. Không phải Phật không từ bi,
mà là nghiệp lực của quý vị làm chủ. Do đó tiêu nghiệp chướng rất quan trọng. Điều này hàng sơ học phải hiểu. Nếu không, không thể đột phá chướng ngại này, trong đời rất khó thành tựu. Xã hội hiện nay, trường học hiện nay, khiến những người trẻ tuổi đều hướng đến tri thức, ham cầu tri thức. Đích thực có không ít bạn trẻ có dục vọng cầu tri thức cuồng nhiệt. Nếu không đáp ứng cho họ, quý vị không trở ngại được họ. Nhưng kiểu tham cầu tri thức này, nếu sai phương hướng, họ liền đi vào con đường mê nhiều. Nhà Phật thường nói không thể thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên, mà được sanh về thế giới cực lạc. 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều không thể thiếu. Thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên, quý vị không thể thành tựu pháp này. Nhân duyên không dễ gặp, nhưng nếu có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, họ đến giúp chúng ta, như vậy cũng không khó gặp. Từ đó cho thấy quan trọng nhất vẫn là thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Tôi gặp nhưng không tin, như vậy không còn cách nào khác. Tôi tin nhưng không hiểu, như vậy cũng hết cách. Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Có thể hành, có thể chứng là phước đức. Học mà không chịu hành, không có phước. Thật sự hành trì tịnh độ chính là thật thà niệm Phật. Trong kinh dạy, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, chỉ cần làm được 8 chữ này liền có cảm ứng. Phật A Di Đà sẽ gia trì quý vị, quý vị tiếp nhận được Phật lực gia trì, quý vị chắc chắn sẽ thành tựu. Ngài có thể giúp quý vị tăng trưởng tín tâm, giúp quý vị khai trí tuệ, có thể lãnh hội được nghĩa chân thật trong kinh. Kỳ khai kinh nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, đây đều là thật. Thế nên thiện căn phước đức là quan trọng nhất. Tôi cảm thấy nhân duyên là thứ yếu. Thật sự có thiện căn, có phước đức, Phật Bồ Tát sẽ làm nhân duyên cho quý vị. Quý vị sẽ gặp nhân duyên này,
nhất định gặp. Lúc tôi còn trẻ cũng là một phần tử tri thức cuồng nhiệt, thích đọc sách. Sách hay đều thích đọc. Khi đọc sách rất có tinh thần. Ban ngày đi làm, nhưng buổi tối đọc sách, thường đọc đến sáng, quên cả thời gian. Đây không phải là ngẫu nhiên một hai lần, thường như vậy. Tinh thần thể lực rất tốt. Nên khi tiếp xúc Phật Pháp, nếu bảo tôi tham thiền, tôi không phải càng tạm đó, không ngồi lâu được. Nếu bảo tôi niệm Phật, tôi không niệm Phật mãi trong niệm Phật đường được. Nếu bảo tôi nghiên cứu kinh điển được, ngày đêm không nghỉ cũng được. Đây chính là căn tánh chúng sanh không giống nhau. Chúng ta nên áp dụng pháp môn nào? Cho nên không phải một pháp môn có thể dạy tất cả chúng sanh. Không phải vậy, một pháp môn dạy tất cả chúng sanh, Đức Thế Tôn hà tất mở ra 84.000 pháp môn không dùng đến. Thích hợp với nhiều căn tánh khác nhau, nhắm đúng căn tánh, nhất định quý vị có pháp hỷ. Chỉ cần có pháp hỷ, mọi việc sẽ rất dễ. Học mà được thực hành, không có gì vui bằng. Đây là nguyên tắc chung, cương lĩnh chung. Chỉ cần quý vị thích học, sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, trong Đại Thừa đặc biệt rất thích thú đối với Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã. Lúc đó còn bài xích Tịnh Độ. Bài xích cũng có nguyên nhân, không ai có thể giảng rõ ràng minh bạch kinh điển Tịnh Độ. Đạo lý là như vậy. Đạo lý của kinh luận Tịnh Độ thực tế quá thâm sâu, không dễ. Tôi trao đổi với chư vị đồng học rất nhiều lần. Tôi tiếp thu Tịnh Độ là từ nền tảng của Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Những kinh này tôi đều đã giảng. Không có những đại kinh luận này làm nền tảng, thì những điều Tịnh Độ Tông nói tôi không tin. Bộ chú giải này quả thật quá tuyệt vời. Tôi không thể không phục cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, không thể không lạy sát đức. Quý vị xem, trong bộ chú giải này, ông trích dẫn kinh luận. Dẫn chứng kinh luật luận, trích dẫn chú sơ của các bậc cổ đức, hơn 190 loại. Có thể nói Tam Tạng 12 bộ kinh đều có trong bộ chú giải này. Đây là tàng kinh nhỏ. Nên nó có độ sâu nhất định, cũng có độ sâu khó nhất định. Không có căn bản của Đại Thừa rất khó tiếp thu.
Chú thích quá hay. Đức Phật nói, tương lai khi Pháp diệt, Phật Pháp bị diệt, sau cùng chỉ lưu lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này ở thế gian. Chúng ta có lý do tin rằng chính là bộ chú giải này, bộ kinh này, bộ chú giải này. Chú giải này phải độ chúng sanh 9.000 năm về sau. Nương vào bộ chú giải này tu tập, nhất định được sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Đã minh bạch những đạo lý này, đã hiểu được chân tượng sự thật, đối với chúng ta có lợi ích rất lớn. Lợi ích gì? Chúng ta sanh khởi tâm cung kính đối với Phật Bồ Tát. Biết được điều này không đơn giản, không thể nói mê tín, không thể khinh mạng. Các ngài cao hơn chúng ta quá nhiều, chúng ta không thể so sánh được. Chẳng những không sánh được chư Phật Bồ Tát, mà đến sơ quả Tu Đà Hoàng, Đại Thừa Sơ Tín Vị Bồ Tát, chúng ta đều cung kính họ. Huống gì Pháp Thân Đại Sĩ, huống gì Đẳng Giác Bồ Tát. Nguyên nhân không sanh khởi tâm cung kính, do không thấu hiểu chân tướng sự thật. Khi hiểu rõ rồi thì tâm cung kính khởi lên, tâm tôn trọng khởi lên, lòng khâm phục khởi dậy, lòng biết ơn khởi dậy, chúng ta mới thật sự là một học sinh giỏi, học tập theo Ngài. Chánh kiến của chúng ta cũng được kiến lập. Không nhận thức được điều này là tà kiến. Chúng ta thấy sai mọi thứ. Điều đầu tiên trong Bát Chánh Đạo, thấy sai thì sau đó đều sai. Có chánh kiến, quý vị mới có chánh tư duy. Chánh kiến đoạn tận kiến hoặc, đoạn tận năm loại kiến hoặc. Chánh kiến khởi lên, đoạn tận năm loại tư hoặc, chánh tư duy mới hiện tiền. Không dễ. Hiện nay mục tiêu đầu tiên chính là cầu sanh thế giới Cực Lạc. Trong bộ kinh này, Phật A Di Đà vô cùng khẩn thiết khuyên chúng ta, chúng ta phải nghe lời, phải làm học sinh tốt. Phải thật sự nhận thức thế gian hư vọng, không có gì chân thật. Phải buông bỏ triệt để, không nên để nó trong lòng. Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, như vậy là đúng.